Lông thủ đang gặp phải vấn đề chân trượt mồ hôi tay khi chơi cầu thì hãy thử ngay quấn cán Bumby AS007 này nhé. Tương đương Yonex 3 in 1 nhưng giá chỉ bằng 1/3, với chất liệu cao su non, bám dính tốt, cải thiện vấn đề chân trượt khi đánh cầu. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0965 698 987 để được tư vấn. Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình 3 xin mời thành viên Nguyễn Phi Hùng, Dương Quang Thanh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Văn Việt.